Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Share cái video giúp mình luôn nha tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia đào ETH miễn phí trên một cái site là Ethereum nha tất cả các bạn. Rồi để tham gia dán, cảm ơn phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản các bạn dùng ví ETH nha các bạn. Đây thì mình dùng ví chết đi. Giờ mình không có mình có tục cần mà mình không có phí ETH bán nên làm cái size này để rút đừng làm phí nha tất cả các bạn. Nói chung thì cái size này các bạn đào có khoảng 2-3 bữa là đủ min rút rồi. Trừ phi mà. Rồi các bạn bấm vào nút sao chép nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ nha các bạn. Rồi các bạn chở ra. Phan phan các bạn ơi. Để mình hay đây qua. Rồi bạn bắt vào địa chỉ tờ. Rồi bạn bắt địa chỉ vô đây nha bạn. Đầu máy đứng máy thì tờ. Bạn thông cảm nha bạn. Thì mình dán đang quay phim dán nó không ăn các bạn. Mình thấy chờ chút nữa các bạn bà chồng. Rồi nha các bạn dán cái địa chỉ ETH vô, các bạn bấm nút login nha các bạn, là các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn, là tự động nó đào rồi các bạn ơi. Các bạn chờ chút nha, cái máy của mình dùng đường đi. Rồi sau khi login như vậy là tụi nó tự động đào nữa tất các bạn. Nè các bạn, nó nhảy nè các bạn nghe các bạn. Đây thì nó nhảy là min group thì 0.005. Đây mình để bấm chữ withdraw các bạn. Cái min group nó bao nhiêu nữa các bạn. Rồi. Tại ơi. Enter withdraw. À, mình rút phí là 0.005 nha các bạn, 0.005 ETH là khoảng 2 đô gửi á. Rồi ra đi, chết mẹ nhảy ra tàu lao luôn. Đây thì các bạn bấm vào một ghép phơ, các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng tốc độ đào các bạn. Còn đây thì những cái này thì những cái đầu tư gói nha các bạn. Các bạn đầu tư vào cái này mình không khuyến khích nghe, này mình hướng dẫn cho các bạn thôi. Các bạn đầu tư vào 0.005 ETH nè thì là lên level 2, tốc độ đạo của nó là 0.0002 ETH. Like năm 19 đến 20 lên 0.02 ETH trên một ngày nha các bạn. Còn level 3 thì các bạn nạp vào 0.6 ETH, 0.64 ETH thì tốc độ đào của nó tăng lên các bạn. Đây thì những gói đầu tư này. Đây thì những cái size này thì mình nên khuyên các bạn chơi bờ đi. Các bạn đăng ký đi, các bạn để nó đào khoảng 2-3 ngày, các bạn đủ min rút thì các bạn giải rút các bạn. Đã. Tốc độ đào cũng rất là nhanh các bạn. Các bạn mà chia sẻ dài ghép là tốc độ đào cực kỳ nhanh luôn. Còn các bạn nào muốn có khả năng chơi thì kích hoạt ở đây nè các bạn. Rồi ở đây thì có một cái bà không không các bạn, cái này hình như là update, cái này chức năng này update sao hay gì ta ơi, sao mình không rõ thôi. Vậy video mình cũng khi nào các bạn đào chạy đây, khi nào đủ 0.005 các bạn vào một withdraw các bạn rút tiền các bạn. Mình rút 0.005 thì video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ like, đăng ký và share cái video này giúp mình để mình sớm đạt được 1.000 sub.
Nên các bạn là mình cố gắng tìm những cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn kiếm tiền một cách hiệu quả nhất nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những cái clip tiếp theo từ mình nha. Wow.